Xin được chào các chị, các bạn. Chào những người đã luôn luôn ủng hộ Quy Tịnh ATP cũng như ủng hộ câu lạc bộ ATP nha. Các anh chị mà đã ủng hộ thì mình cũng không có biết gì hơn là chỉ có tiếp tục phục vụ thôi. Còn cái kiến thức và cái kỹ năng thì nó cũng chỉ có giới hạn của một con người bình thường. Thì có những gì mà thiếu sót hoặc là có những gì mà nó vẫn chưa có được vững chắc thì xin các chị cứ góp ý nha, góp ý. Hoặc là nếu mà mình không góp ý vấn đề kỹ thuật thì góp ý về mặt kinh nghiệm hay là chia sẻ về mặt kỷ niệm thì khi nào cũng được. Đó cũng là những cái thứ rất là hay trong thị trường chứng khoán này, phải không? Rồi, dông dài 1 phút chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ có 4 phút về cái việc chính đó là trên bài mã hôm nay, đó là mã con HAX. Con này thì mình cũng đã theo dõi nó suốt khoảng 3 tuần nay rồi nha. 3 tuần chưa tới, cũng khoảng hơn 2 tuần, hơn 2 tuần. Thì bây giờ nó đã có một cái dấu hiệu đã rất là rõ ràng. Chúng ta không có nói gì nữa nha, không có nói gì nữa nó nữa. Một số khách hàng của mình thì cũng hôm trước cũng đã có vào ha, rất đúng có vào cái vùng giá này. Vùng giá 20.4 à, vùng giá 20.4. Và đó là cái điểm vào thăm dò. Còn bây giờ nếu mà ai muốn gia tăng á, gia tăng con HAX hoặc là cách giờ là chưa có hàng có HAX thì có thể là tham khảo cái các điểm sau đây. Sau khi mà con này nó đã vượt tăng, vượt bứt qua khỏi cái nền hỗ trợ với những cái kháng cự ở đây, kháng cự ngắn hạn thôi là vùng 21.7, 21.8 thì nó đã đụng cái cản đây, đó là vùng đỉnh ngắn hạn của nó. Đó, nó đi xuyên suốt qua các vùng đỉnh đáy quá khứ và cả một cái bóng giao găm cũ ha. Cho nên đây là sẽ là một cái nhịp chỉnh ngắn hạn, là cơ hội để các anh chị có thể vào hàng. Các anh chị có thể là mua mua nó ở các khu vực là quanh từ cái vùng giá này, vùng giá 21.6 nha, 21.6 cho tới cái vùng giá là 22.1, 21.6 tới 22.1 thì đó là cái vùng rất phù hợp để các anh chị có thể mua mua nhặt rỉa dần gì đó, nhặt rỉa dần từ từ để lấy một cái vị thế cho chúng ta. Khi mà nó tích lũy, thấy không, nó tích lũy, nó bắt đầu nó tạo nền, nó tăng ổn trở lại rồi, tăng ổn trở lại rồi mà nó vượt lên khỏi cái vùng là 22.8, vượt lên cái vùng 22.8 thì các anh chị có thể vào tiền lần thứ hai. Vào tiền lần thứ hai, còn cái đợt vào tiền lần cuối cùng á, đợt vào tiền lần cuối cùng phải tùy theo các anh chị đặt target ở đâu. Target mà ngắn của nó là vùng 21.6, tức là một cái vùng cân bằng ngắn hạn ở trên cái khung đồ thị daily thôi ha, đỉnh ngắn hạn trên khung đồ thị daily thôi, vùng cân bằng ngắn hạn. Nhưng cái mốc mà target mà để gọi là đánh cho trọn vẹn cái con sóng tăng một chút xíu thì chúng ta phải đặt cái target đó là cái vùng 26.6, 26.7 ở trên đây cơ. Thì nếu mà các anh chị cái lần thứ ba mà các anh chị vào tiền, phải không, lần thứ ba khi vào tiền thì tùy theo target, nếu mà target ngắn nha, target ngắn thì bây giờ nó về đây đó, nó lên lại đây, phải không, nó tích lũy ra quanh lên đây rồi nó lên lại đây thì cái vần chỗ này nè chị có thể vào tiền lần thứ ba đánh một nhịp ngắn cuối cùng để lên tới trên đây anh chị chốt hết. Đó là cái mục tiêu đánh ngắn. Còn mục tiêu đánh trung hạn thì khi mà nó đã chạm cái lần đầu tiền thứ ba cuối cùng các anh chị á, nếu mà đánh đánh lên tới vùng 26.7, 26.8 thì khi mà nó chạm cái vùng 24 đây nè, 24.8 đây, nó lại chỉnh về nó tích lũy, khi nó lại quay trở lên nữa thì cái lần mà quay trở lên này, cái lần vượt khỏi đỉnh vùng giá 25 thì các anh chị mới vào tiền lần thứ ba. Thì tùy theo các anh chị chọn mốc thế nào thì anh chị có thể vào tiền những điểm khác nhau nha. Cái việc vào tiền này nó rất là quan trọng chứ không phải là nó không quan trọng đâu, sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cái tâm lý và hiệu suất khi chúng ta trade nha. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ lại có câu hỏi nào mà nó theo tình huống xấu đúng không? Tình huống xấu nếu mà mình mới vào tiền ở đây, mới vào tiền ở cái vùng giá cho 21.8 đi, anh chị vào tiền ở vùng giá 21.8, 21.9 gì đi, rồi như thế nào thì chúng tôi sẽ phải hạ tỷ trọng và cắt bớt. Thực sự khi mà để hạ tỷ trọng cắt bớt thì nó khó lắm, tại cái vùng hỗ trợ nó dày lắm, hỗ trợ nó dày lắm. Các anh chị có thể là hạ tỷ trọng khi nó ở cái vùng là ở dưới vùng 21 chấm đây nha, hạ tỷ trọng ở đây ở dưới vùng 20.6 thì hạ tỷ trọng vậy thôi, chứ còn cái vùng hỗ trợ đây rất là dày, cái khả năng mà nó gãy lần nữa thì cũng khá là khó, nhưng mà mình phải đặt ra đúng không, chứ mình không thể mình nói suông được. OK, hai target, target lướt ngắn và cái target mà đánh đánh sóng là đã có.
Rồi, các anh chị cũng ủng hộ Huệ để làm like một share. Còn các anh chị nào muốn trở thành thành viên của cái channel của ATP Club thì hãy bấm nút subscribe và nút chuông nhỏ ngay bên cạnh nha. Xin được rất cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn lại các chị ở trong buổi lần sau, mình sẽ giới thiệu các anh chị các mã mới. Có thể là giới thiệu mã mới để mua, có thể giới thiệu những mã đang nguy hiểm, cũng có thể là giới thiệu những mã đang phân vân khó xử, và mình sẽ đưa ra những cái phương pháp để mà mình xử lý trong từng cái trường hợp khác nhau. Thì nó sẽ luân chuyển thôi, chứ mình sẽ không có phải cố định một cái đề tài ha. Chào các anh chị, chúc các anh chị sức khỏe, thành công và thắng lợi. Peace.